Dân, Lộc An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 thật là dồi dào, sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày qua Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đầu đuôi, đó là cặp 39 và 93. Ba càng siêu chủ là 239, 393 và 793. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con miền Bắc, đó chúng ta chiến thắng được con, đó là con 39, cho tất cả quý bà con ngày hôm nay chiến thắng đầu đuôi. Đó là con 39 ở ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua khá đáng tiếc là chốt 0990. Ngày hôm qua chốt 0990 miền Bắc thì ngày hôm nay nó mới ra. Ngày hôm qua Lộc An cũng đã nói với tất cả quý con rồi là 0990 ngày hôm qua thì nó lên tốt, thì ngày hôm nay nó đã thể hiện. Thực sự là hai hôm nay thì ngày hôm kia chúng ta chốt 5995 thì ngày hôm qua nó về 5995 hai nháy. Ngày hôm qua chốt 0990 thì ngày hôm nay nó mới về 0990, quá đáng tiếc. Ngày mai 3993, ngày hôm nay chiến thắng 393 thì chúng ta chiến thắng miền Bắc, tất cả quý bà con ngày hôm nay. Còn về miền Trung và miền Nam ngày hôm nay cặp 3993 thì nó không thể hiện, quá đáng tiếc. Ở ngày hôm nay thì hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn và thành công hơn cho tất cả quý bà con. Mặc dù ngày hôm nay trên kênh thì chúng ta có lộc chỉ việc có chiến thắng lộc ở miền Bắc thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã chiến thắng được đầu đuôi, cũng khá là rực rỡ cho tất cả quý bà con. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng rằng ngày hôm nay quý con miền Bắc đã có một ngày rực rỡ, thành công, may mắn và phát lộc phát tài. Ở trên nhà kênh thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta có lộc nhỏ, nhưng mà trên Zalo vẫn có lộc lớn. Ngày hôm qua Lộc An đã nói với tất cả quý bà con rằng là chúng ta hãy vào Zalo của Lộc An để nhận số chuẩn, đặc biệt là miền Nam và miền Bắc ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chiến thắng bao lô miền Bắc, chiến thắng cũng như là miền Nam, miền Trung cho tất cả quý bà con. Chiến thắng đầu đuôi miền Nam và miền Trung, miền Nam và miền Bắc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Và ngày mai là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024 thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với bao lô đầu đuôi. Đó là cặp 78 và 87. Ba càng siêu chủ là 278, 787 và 987. Ngày mai hy vọng thì cái cặp 7887 này chúng ta sẽ rực rỡ cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Hy vọng chúng ta sự vạn sự khởi đầu nan, gian nan không hề nản cho tất cả quý bà con. Mong sao ngày mai chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý bà con vào ngày mai ở trên kênh. Thì dạo này trên kênh thì chúng ta có lộc nhỏ. Thì Lộc An cũng đã nói với tất cả quý bà con rồi là trên kênh, nếu như chúng ta cảm thấy rằng những con số trên kênh dạo này chúng ta chưa có lộc lớn, thì chúng ta hãy vào Zalo của Lộc An. Bởi ở trên Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ có thời gian nghiên cứu nó dài hơn, và Lộc An sẽ tư vấn gửi số cho tất cả quý bà con trên Zalo là chỉ từng đài từng miền, nên là cái lượng vốn bỏ ra nó khá là ít mà tiền lời nó khá là cao. Và Lộc An là khuyến khích quý bà con rằng chúng ta vào Zalo để nhận số chuẩn, còn chơi trên kênh thì chúng ta chơi tham khảo thôi, chơi văn nghệ thôi. Đó là những điều mà Lộc An muốn nói với tất cả quý bà con như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ có một ngày đại thắng cho tất cả quý con ở ngày mai với cặp 7887 cho tất cả quý con ở ba miền Bắc Trung Nam quý con nhé. Còn về ngày hôm nay thì chúng ta trên Zalo cũng đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con ngày hôm nay. Chiến thắng cho tất cả quý con Đài Vĩnh Long với con bạch thủ là 70, xiên là 7097 và đầu đuôi là 1771 ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý con ngày hôm nay, Đài Vĩnh Long 7097 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay, quý bà con nhé. Còn về miền Trung thì ngày hôm nay Đài Gia Lai chúng ta cũng đã chiến thắng được con kép 88, xiên là 8802 và ba càng đó là 588. Ngày hôm nay miền Trung thì chúng ta không chiến thắng đầu đuôi, nhưng mà chúng ta đã chiến thắng được ba càng 588, con kép 88 khá là đẹp cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Còn về miền Bắc thì ngày hôm nay Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con. Lộc An ngày hôm qua đã nói với tất cả quý bà con rằng ngày mai sẽ có một trận chung kết ở miền Bắc, thì ngày hôm nay đã tưng bừng rực rỡ chiến thắng con ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta không chiến thắng dàn 4 số, nhưng mà chúng ta chiến thắng dàn 8 số ở ngày hôm nay, bộ 03 tổng 38. Thì là bộ 03 này nó thì nó đang ở thuộc cái dạng khang và đến lúc nó phải ra rồi quý bà con nhé. Cái tháng trước thì bộ 03 nó chưa ra, thì cái tháng này đã đến ngày nó ra. Thì Lộc An ngày hôm qua nói với quý con rồi là quý con nào đang xa bờ, đang thua tha nợ nần, quý con nào chơi được Đài miền Bắc thì vào nhắn tin cho Lộc An sẽ gửi số cho tất cả quý bà con để quý con thì chiến thắng.
Thì ngày hôm nay chúng ta là rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con trên Zalo. Quý bà con nào mà ngày hôm nay rực rỡ ở cái tổng 8 bộ, ở tổng 38 bộ 03 ở trên Zalo là xin chúc mừng tất cả quý bà con. Ngày hôm qua Lục An nói rồi là ngày hôm nay có sự may mắn lớn. Và ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng con kép, đó là con bao lô con 99 này. Thì ở trên kênh phụ của Lục An cũng chiến thắng con kép 99 và con kép 00, 9900 ngày hôm nay. Đã có một ngày lộc lớn tất cả quý bà con ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay. Chúng ta đã rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Ở trên kênh cũng như trên Zalo. Ngày hôm nay khá đáng tiếc một chút là Lục An là không kết con 3553, bởi vì 3553 thì thực sự là Lục An không thích lắm. Nên là chỉ bỏ vào dàn lót thôi. Cái mục đích chính là 0880 và 3003, nhưng mà chúng ta cũng đã rực rỡ. Nói chung là chúng ta chiến thắng rực rỡ 8 số thì nếu như quý bà con miền Bắc thì chúng ta cũng khá là rực rỡ. Chơi dàn 8 số, chúng ta chỉ cần chào 50.000 một con thôi. Chỉ có mất 400.000 thì chúng ta cũng đã được 3 triệu rưỡi. Đó là ngày hôm nay. Nếu như quý bà con nào mình chiến thắng thì chúng ta cũng đã có lộc cho tất cả quý bà con. Đó. Ngày hôm nay cũng đã có một sự may mắn lớn cho tất cả quý bà con. Đó là ở miền Bắc cái bao lô cũng rực rỡ con 99 này. Thì Lộc An đã ở trên kênh phụ đã theo ngày hôm nay là ngày cuối thì và con 00, hai con số này, hai con kép, quả là ngày hôm nay đã tưng bừng rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay trên kênh của Lộc An thì chiến thắng được miền Bắc là 39 đầu đuôi. Miền Nam và miền Trung thì ngày hôm nay chưa rực rỡ, nhưng mà trên Zalo thì quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Thì quý con nào đang xa bờ, đang thua tha nợ nần, muốn đi vào bờ thì quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Zalo Lộc An được ghi mở dưới phần bình luận. Quý bà con chỉ cần ấn vào đường link màu xanh này. Quý bà con ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh. Quý con nhé. Quý con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Đối với quý con nào dùng điện thoại như Samsung hay Oppo, hệ điều hành Android, thì trên giao diện điện thoại nó sẽ hiện ra như thế này. Quý bà con ấn vào đường link và nó sẽ hiện ra chữ tham gia như thế này. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý bà con nào mà dùng điện thoại, đó là điện thoại iPhone, thì trên giao diện điện thoại nó cũng sẽ như thế này. Và quý bà con ấn vào cái đường link này. Đây là giao diện phát trực tiếp, quý bà con ấn vào đường link. Và sau đó nó sẽ hiện ra chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng và gửi số cho tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Và quý bà con nhớ ở trên kênh là Lộc Trung, Lộc Ba Miền, Ba Đài. Còn trên Zalo Lộc An thì Lộc An chỉ chọn ra từng đài, từng miền. Nên là quý bà con cân nhắc trước khi chúng ta chơi trên kênh. Thì Lộc An không khuyến khích quý bà con chơi trên kênh, chơi lớn hoặc là chúng ta chơi cơm gạo. Mà chúng ta chơi vui văn nghệ thì chúng ta chơi. Còn muốn chơi to quốc lớn, đang xa bờ, đang thua tha nửa đường, thì Lộc An cũng khuyên quý con nên vào Zalo. Bởi trên Zalo cũng là miễn phí thôi. Lộc An chốt trên kênh cũng như trên Zalo đều miễn phí. Thì dạo này thì Lộc An cũng khá là bận. Nên là chúng ta chưa có lộc lớn ở trên kênh. Nhưng mà trên Zalo thì chúng ta vẫn có những cái đường cầu tâm đắc cho tất cả quý bà con, để quý bà con có thể chiến thắng. Nên là ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ thành công cho tất cả quý bà con. Nên quý bà con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Ngày mai thứ bảy, thường thường thì cuối tuần, thì những cái con số đẹp nhất, những cái đường cầu đẹp nhất thì thường thường nó sẽ tập trung vào ngày Chủ nhật và thứ bảy. Nên quý bà con nào đang xa bờ, đang thu tha nợ nần thì nên vào Zalo. Và ngày mai là thứ bảy thì chúng ta sẽ có miền Nam, chúng ta sẽ có 4 đài. Và miền Trung thì chúng ta có 3 đài. Thì Lộc An cũng khuyên quý bà con miền Nam cũng như miền Trung là chúng ta nên vào Zalo của Lộc An để nhận số chuẩn và chỉ một đài một miền. Ngày mai thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang thì quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin cho Lộc An. Lộc An sẽ tư vấn và gửi số cho tất cả quý bà con miễn phí quý bà con nhé. Mọi Zalo mà bảo là Lộc An mà thu phí xin lộc thì đó không phải là Lộc An, và quý bà con cân nhắc trước khi chúng ta chuyển tiền, tránh cái tình trạng tiền mất mà số không chuẩn. Nên quý bà con cân nhắc, Lộc An luôn luôn có một phương châm, đó là
làm sao cho tất cả quý bà con có thể tham khảo được những con số miễn phí mà vẫn có những con số chuẩn, chính xác, tỷ lệ chính xác cao để gửi đến tất cả quý bà con. Thì Lộc An cũng chỉ là giống như tất cả quý bà con thôi, cũng là một người bình thường, nhưng mà Lộc An có cái kinh nghiệm hơn và có thời gian nghiên cứu nó dài hơn. Nên là những cái con số mà Lộc An gửi đến tất cả quý bà con, đó là cái sự tâm huyết, đó là những cái con số mà Lộc An đã cân đo đong đếm để gửi đến tất cả quý bà con. Nên mong rằng quý bà con xem video của Lộc An thì hãy cho Lộc An những lượt like, những lượt đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lan tỏa. Dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa, dù chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ chiến thắng được miền Bắc thôi, nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ chiến thắng miền Nam, miền Trung, miền Bắc cho tất cả quý bà con. Nên mong rằng quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh, và Lộc An có thêm cái động lực để cùng tất cả quý bà con vượt lên những cái khó khăn để chúng ta có sự may mắn và sự chiến thắng. Vạn sự khởi đầu nan mà gian nan không bao giờ nản. Quý bà con nào đang xa bờ, đang thua tha nợ nần, hoặc là chúng ta đang dạo này thì cũng có rất nhiều quý bà con, anh chị em đã thua ở bên bóng banh, chúng ta thua bóng banh, thì cũng đã vào Zalo của Lộc An để mong rao là đã gỡ được nợ. Thì Lộc An cũng đã gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn và đẹp nhất, và đặc biệt là ngày hôm nay miền Bắc chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con. Và miền Nam cũng vậy, miền Trung cũng vậy, miền Nam ngày hôm nay 1771, ngày hôm nay rực rỡ cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì quý bà con nào mà đang xa bờ, đang thua tha nợ nần, muốn về bờ và muốn sự may mắn và sự chiến thắng như tất cả quý bà con ở trên kênh, trên Zalo của Lộc An ngày hôm nay, thì quý bà con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Ngày mai sẽ có những cái đường cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ cho tất cả quý bà con ở ngày mai. Bởi vì ngày mai là thứ bảy và ngày mai miền Nam có 4 đài, miền Trung có 3 đài. Nên Lộc An luôn luôn khuyên tất cả quý bà con ở trên kênh thì chúng ta chơi nhỏ nhẹ. Nếu như chúng ta chơi 4 đài thì cái lượng vốn bỏ ra nó khá là lớn, và 3 đài cũng vậy. Nên Lộc An luôn luôn khuyên quý bà con trên kênh thì chúng ta chỉ rằng chúng ta xem xét và cân nhắc trước khi chúng ta chơi. Chúng ta cảm thấy kết thì chúng ta theo, còn không chúng ta dừng tham khảo. Chừng nào mà chúng ta có thấy cái sự may mắn lớn thì chúng ta cứ theo. Còn chúng ta mà dạo mà chúng ta cảm thấy là dạo này nó chưa được hoàn hảo thì chúng ta lại vào Zalo, đúng không ạ? Trên kênh mà chúng ta chưa có lộc lớn thì chúng ta vào Zalo để chúng ta nhận lộc. Bởi vì trên Zalo là đều là miễn phí nên chúng ta cứ an tâm khi vào Zalo của Lộc An. Và Zalo Lộc An được ghi ở dưới phần bình luận này. Quý bà con chỉ cần ấn vào đường link. Khi chúng ta ấn vào đường link thì trên giao diện điện thoại nó sẽ hiện ra như thế này, cái chữ tham gia màu xanh. Đối với quý bà con nào dùng điện thoại như Samsung, Oppo, hệ điều hành Android thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo của Lộc An. Còn quý bà con nào dùng điện thoại iPhone thì quý bà con cũng ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo Lộc An. Khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số đẹp nhất, tỷ lệ chiến thắng cao để gửi đến tất cả quý bà con để quý bà con thì chiến thắng. Và quý bà con nhớ, quý bà con miền Nam, miền Trung và có thể là miền Bắc ngày mai. Ngày mai miền, nếu như có thể cái phương phán đoán của Lộc An, ngày mai có thể nó sẽ về tổng 49 miền Bắc. Bởi vì tuần này nó chỉ còn có tổng 49 thôi. Nên quý con cân nhắc, còn quý con nào muốn con số chuẩn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn thì vào Zalo của Lộc An. Xin lỗi, quý con còn tổng 16 quý con nhắc, không phải tổng 49. Quý con chú ý. Đó là những điều mà Lộc An muốn nói tất cả quý con như vậy. Quý bà con tin tưởng Lộc An, muốn được vào bờ giống như tất cả quý bà con ở ngày hôm nay trên Zalo Lộc An. Ngày hôm nay có hơn 100 quý bà con đã có lộc lớn ở ngày hôm nay trên Zalo Lộc An, có sự may mắn và sự chiến thắng. Nên quý con nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An, ngày mai vẫn có những được cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ miền Nam, miền Trung, miền Bắc cho tất cả quý bà con, đặc biệt đó là miền Nam và đó là miền Trung. Miền Bắc thì có thể ngày mai nếu như nó chưa ra kép thì có thể nó sẽ ra tổng 16 tất cả quý bà con cho ngày mai. Thì quý con nào mà đang đam mê kép bằng kép lệnh, đam mê kép, nuôi kép thì chúng ta có thể nuôi kép.
cho Lộc An. Kép miền Bắc cũng có thể nó sắp đổ rồi, hoặc là tuần sau chúng ta theo. Thì quý con chú ý, chúng ta muốn những con số chắc ăn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn, cứ vào Zalo Lộc An. Bởi Zalo là miễn phí nên chúng ta cứ vào tham khảo thôi. Chúng ta cứ vào tham khảo ngày 1 này, ngày 2 này, cảm thấy ở Zalo Lộc An chốt chuẩn á, chúng ta theo. Ngày 3, ngày 4, hoặc là chúng ta chưa cảm thấy 2 ngày chúng ta chưa chắc ăn, chúng ta theo, chúng ta tham khảo ngày 3, ngày 4, cảm thấy chắc ăn rồi, Lộc An chốt chuẩn rồi, chúng ta vào. Thì ở trên cộng đồng Zalo của Lộc An thì làm miễn phí thôi, nên quý bà con cứ an tâm để chúng ta vào, chẳng mất mát gì hết, không thu một đồng phí đồng lộc nào của tất cả quý bà con. Lộc An lên kênh, lên trên kênh, gửi đến tất cả quý bà con những con số. Mong sao là ngày nào chúng ta có lộc, ngày nào chúng ta chiến thắng để làm sao cho quý bà con trả được bất nợ bất nần. Nhưng có những cái sự có thể là nó chưa may mắn. Bởi trên kênh của Lộc An thì cái lượng người vào và người theo chơi nó khá là đông. Nên là anh Đồng anh sẽ giam số. Nên chúng ta chơi trên kênh thì chúng ta chơi nhỏ nhẹ. Lộc An luôn luôn khuyên như vậy. Chúng ta muốn chơi toàn quốc lớn, chúng ta đang xa bờ, đang thua tha nửa nần, thì chúng ta nên vào Zalo. Bởi khi ở trên Zalo là chúng ta sẽ chỉ chốt từng đài từng miền thôi. Chọn ra từng đài, ngày mai miền Nam có 4 đài thì Lộc An chỉ chọn ra một đài để gửi đến tất cả quý con, để quý con có thể chiến thắng, chứ không giống như chốt trên kênh. Nên quý con phải chú ý, trên Zalo có sự khác biệt và cái cách chốt cũng và những cái con số chốt nó cũng khác nhau, nó có sự khác biệt. Đường cầu kính cửa cao cho tất cả quý bà con, để quý con phải vào bờ và có sự may mắn và sự chiến thắng, chứ không phải giống như trên kênh. Quý con chú ý nhé. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn phát lộc phát tài, đắc tài đắc lộc đắc bình an, và mong rằng quý con xem video Lộc An thì hãy đừng quên ủng hộ cho Lộc An bằng cách là like và đăng ký kênh. Ngày hôm nay thì cũng được 3,061 quý bà con đã xem và 355 được like. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý bà con ngày mai sẽ may mắn và được rỡ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.